Xin kính chào quý vị và các bạn, một quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8 từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, Quốc hội hoàn tất quy trình công tác nhân sự, bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Theo chương trình Quốc hội sẽ biểu quyết Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Chứng khoán sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet Huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận, nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Nghị quyết về công tác tư pháp, nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân các phường thuộc quận thị xã của thành phố Hà Nội. Nghị quyết phê chuẩn hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia, nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Ba dự án luật gồm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, Luật xây dựng sẽ được Quốc hội thảo luận lần đầu tại hội trường. Theo quy trình, các dự án luật này sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tiếp theo. Phiên họp sẽ bế mạc vào chiều ngày 27 tháng 11. Quốc hội sẽ biểu quyết nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018, nghị quyết về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, trong đó có nội dung về việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước, việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015. Ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Sapa phối hợp với tỉnh đoàn Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Cáp Treo Phan Xipang Sapa tổ chức lễ phát động gia quân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chào mừng lễ công bố thành lập thị xã Sapa trong tháng 12 tới. Lễ phát động gia quân chỉnh trang đô thị vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các đơn vị doanh nghiệp trong việc chỉnh trang đô thị vệ sinh môi trường, đồng thời nhằm đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm chào mừng thành lập thị xã Sapa. Trong thời gian một ngày, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn thị trấn đã được tổng vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tuyên truyền đến từng hộ dân chung tay hưởng ứng phong trào hạn chế sử dụng chất thải nhựa. Trên tuyến đường bờ hồ, các doanh nghiệp đã trồng lại các loại hoa hồng nhằm tô điểm thêm cho các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sapa. Tỉnh Lào Cai với yêu cầu các địa phương, cơ quan, ban ngành đẩy mạnh thực hiện phong trào chống rác thải nhựa theo thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Dù thời gian qua, phong trào chống rác thải nhựa được hưởng ứng bằng nhiều hình thức nhằm tuyên truyền thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vậy nhưng kết quả nhận được vẫn còn rất hạn chế, còn lúng túng trong triển khai phong trào do vậy thường trực ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thực hiện phong trào đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị gắn trách nhiệm của cán bộ đảng viên người đứng đầu đặc biệt không sử dụng ngân sách nhà nước để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần cùng với đó lồng ghép chương trình tuyên truyền trong các trường học các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ siêu thị trung tâm thương mại tuyên truyền biểu dương các gương người tốt việc tốt các đơn vị gương mẫu trong thực hiện phong trào này Thời gian qua tại nhiều địa phương, lực lượng đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Tại nhiều chi hội phụ nữ đã vận động các hội viên đi chợ bằng làn, giỏ, thực hiện tốt việc phân loại rác thải, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, thức ăn cho gia súc gia cầm, trôn lấp, đốt rác theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mùa đông năm nay đến muộn hơn so với mọi năm và dự báo sẽ không rét nhiều, nhưng với tinh thần chủ động, hiện nay xã Cốc San, huyện Bát Sát vẫn chủ động thực hiện tốt các phương án bảo vệ đàn gia súc của địa phương khi mùa đông về, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ huyện Sapa di chuyển đàn gia súc tránh rét khi nhiệt độ xuống thấp. Những ngày này, khi nhiệt độ trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện vùng cao đang có bắt đầu xu hướng giảm, mặc dù chưa thật lạnh, nhưng ông Giàng A Sang ở xã Sapa, huyện Sapa đã khẩn trương di chuyển đàn gia súc của gia đình xuống khu vực xã Cốc San để tránh rét. Lý do để ông Sang thực hiện di chuyển đàn gia súc sớm như vậy là do đàn gia súc gần chục con của gia đình ông có nhiều con đang có chữa và con non dưới 1 năm tuổi nên sức đề kháng kém hơn. Trên diện tích đất được bố trí để tiếp nhận đàn gia súc tránh rét, ông Sang đã khẩn trương bắt tay vào việc dựng, che chắn chuồng trại và tìm nguồn thức ăn để bảo vệ đàn gia súc phát triển. Nó là, là căng bạc, năm nay phải chuyển cái chung ở trên nhà xuống xong rồi năm nay là dựng cái chung hôm qua vừa dựng xong mới là, là đang làm chứ hết à, trên kia nó rét quá thì sợ năng nào cũng chết thì trên xuống dưới này mới con nào mới sống được thì mới tinh phong hết có cả tin có xí linh cái gì có tin hết có đủ đầy đủ nên không bị ốm để thuận lợi cho các hộ dân trên địa bàn huyện Sapa thực hiện di chuyển đàn gia súc xuống tránh rét khi cần thiết. Cùng với việc bảo vệ đàn gia súc trên 400 con của địa phương, Ủy ban nhân dân xã Cốc San cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở các thôn bố trí diện tích mặt bằng thuận lợi để hỗ trợ nông dân Sapa di chuyển đàn gia súc xuống tránh rét khi cần thiết. Cùng với đó, công tác quản lý đàn gia súc di chuyển đến để không phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến đàn gia súc của địa phương cũng như đảm bảo đàn gia súc di chuyển đến không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn trong thời gian trú đông cũng được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện khi mà các cái hộ dân mà mang trâu bò xuống thì cái việc đầu tiên là phải là sắp xếp chỗ ở cho người ta để về con người, sau đó thì là đăng ký tạm trú để quản lý con người, sau đó thì đến các cái việc khác để chúng tôi thực hiện công tác quản lý để đảm bảo an ninh trật tự rồi rồi là về vấn đề con người và dịch bệnh cho đàn gia súc thì cái việc đấy chúng tôi nắm tình hình và giao cho công an là trực tiếp là sẽ làm được. khi chuyển đàn xuống là nó phải phải có đầy đủ về ngành thú y đó là đã tiêm phòng hai loại vaccine tổ ít trùng và nong nổi mồm. Thứ hai những con nào mà chưa thực tiêm thì cũng đề nghị với ủy ban nhân xã là cho thú y xã là trực tiếp nên, tiêm. Thế còn về mặt bằng thì tạo điều kiện cho bà con là người ta trực tiếp là mượn thuê những người dân người ta có cái khu vực đất đó để người ta tạo mặt bằng. Mặc dù nhà chỉ có hai con trâu và đã có diện tích cỏ voi nhất định, nhưng bà Nguyễn Thị Quý ở thôn Tòng Sành 2 vẫn tranh thủ dự trữ thêm khá nhiều rơm dạ. Việc làm này không chỉ giúp bà chủ động thêm nguồn thức ăn cho gia súc của gia đình trong mùa đông, mà còn hướng tới một mục tiêu giàu tính nhân văn hơn. Mùa gặt thì trong chúng tôi là hay dự trữ rơm khô để phòng lúc mùa khô để cho hiếm cỏ cho châu bò ăn. Nếu mà gia đình mình dùng không hết thì là bà con ai có nhu cầu thì mình giúp. Với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, hiện nay xã Cốc San, huyện Bát Sát đã cơ bản đảm bảo các điều kiện cần thiết, sẵn sàng bảo vệ thành công đàn gia súc của địa phương và hỗ trợ huyện Sapa di chuyển đàn gia súc xuống tránh rét khi cần thiết. Trong những năm qua, làm đường giao thông nông thôn trở thành phong trào thi đua sôi nổi có sức lan tỏa mạnh mẽ được huyện Simacai phát động ngay từ đầu năm. Năm 2019, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 117.000 mét vuông đất, 525 triệu đồng và hơn 1.400 ngày công để làm đường. Nhiều thôn, các hộ dân còn đóng góp tiền mua máy trộn bê tông, dụng cụ xây dựng, sẵn sàng dỡ nhà cửa, bỏ vườn ruộng để làm đường. Những kết quả đó có được là nhờ công tác dân vận được thực hiện tốt, thông qua đổi mới phương thức tuyên truyền, họp thôn bản, phát huy vai trò của người có uy tín và qua hệ thống phát thanh truyền hình được đa dạng hóa, dễ gần và dễ hiểu. Nhờ vậy, người dân đã ngày càng hiểu được trách nhiệm bản thân gia đình, thấy được tầm quan trọng của những tuyến đường nhỏ nhưng mang lại lợi ích rất lớn cho bản thân gia đình và cộng đồng. Đến nay toàn huyện đã có 7 trên 13 xã hoàn thành tiêu chí giao thông, đặc biệt có 3 xã có tỷ lệ bê tông hóa đường trục thôn và đường nhân gia ngõ xóm đạt 100%. Các địa phương rất tích cực huy động sức dân, các đoàn thể chính trị, tuy tu bảo dưỡng, tự quản đường giao thông nông thôn. Giao thông đã tạo đà thuận lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, đến cuối tháng 11 năm 2019, tỉnh Lào Cai có thêm 356 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng nguồn vốn lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Thống kê cũng cho thấy, đến nay toàn tỉnh có 4.767 doanh nghiệp còn hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia với tổng số vốn đăng ký trên 69.209 tỷ đồng và 1.864 đơn vị trực thuộc là văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh cũng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 113 doanh nghiệp, 57 đơn vị kinh tế trực thuộc giải thể và 205 doanh nghiệp, 10 đơn vị trực thuộc ngừng hoạt động. Theo đánh giá của tỉnh, trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn ngoài giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.